Em chào bà con nha. Nay ngày 29 tháng 2 2024 ha. Nay em lên số máy cập nhật cho bà con có gì mua ủng hộ em ha. Cây đầu tiên là cây G2 Prime nha. Cây này thì riêng nguyên cây của thằng Sam luôn nha. Cây này học online tốt, Android nó 6 chấm luôn. Đó, cây này thì xài được 2 sim 4G ha. Máy móc riêng nguyên cây full chức năng. Em bán có 350 nha. Mã số là 840 nha, 860 nha. 860 nha, xài 2G luôn, 4G luôn. 4G 2 sim luôn nha. Đó, máy ghi luôn á. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50 hay là 100 nha. Nếu cọc được 100 thì em bao ship ha. Chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha. Máy móc ok luôn ha. Ai không chuyển khoản được thì chạy ra tạp hóa mua cái cạc Viettel xong cào ra ha. Rồi điện cho em, rồi đọc mã của cái cạc ha, đọc địa chỉ, đọc tên rồi em ghi lại em ship ha. Cọc thì em sẽ trừ ra ha. Mã số là 860 nha, 350 ha. Rồi cái 861 nè, 861 là cây Mi nha. Của Mi ha, tên của nó là Redmi 4A nha. Cây này bị nứt kính nha. Đó, nứt kính có một đường một tí nị ở trên gốc này nè. Đó. Đó, em vẫn tính ha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán có 400 do bị nứt, xài được 2 sim 4G có hồng ngoại luôn nha. Đó, có 400k thôi, mã số là 861 nha. Máy này thì full chức năng, ok hết toàn bộ luôn, máy rất là mạnh nha. Tại vì có thằng Mi nữa rất là mạnh luôn. Tuy là RAM 2 bộ nhớ 16 mà mạnh lắm, có 400k thôi. Mã số là 861 nha, máy móc ok luôn ha. Rồi cái 862, 862 là G2 Pro nha. G2 Pro riêng nguyên cây full chức năng hơi ám nhẹ. Cây này là riêng luôn màn hình riêng, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm. Pin nó rất là tốt, Android nó cao ha. Em bán có 400k cây này thôi. Mã số là 862 nha. Máy móc ok luôn, G2 Pro hàng hiếm luôn đó nha. Đó, máy móc là đẹp cực kỳ luôn. Em vô cài đặt, em cho coi màn hình nhẹ cái nha. Đó, nó không có ám nhiều nha, nhẹ hiều luôn. Đó, pin rất là trâu như con bò luôn. Em bán có 400 thôi. Quá bèo luôn, đựng cái riêng nguyên cây bỏ túi nghe gọi ok đã lắm, có 400k ha. Mã số là 862, xài được 2 sim luôn nha. Rồi 863, cây này cây Nokia 2 nha, Nokia 2 luôn. Máy móc riêng nguyên cây full chức năng luôn ha. Học online tốt, Android trên núi luôn, Android 7 chấm luôn nha. Em bán cũng có 400k thôi, mã số là 863 nha. Đó, Nokia 2 luôn. Máy móc ok, em tải sẵn ứng dụng rồi. Đã lắm nha, pin thì khỏi nói luôn, trâu như con bò ấy. Pin thì khỏi nói luôn, đã lắm nha. Rồi máy móc ok luôn, có 400k, xài được 2 sim luôn nha. 863, 400k ha, Nokia 2. Rồi Galaxy Z500 nha, Z500 ha. Máy móc ok, riêng nguyên cây, vỏ cũ qua 5 tháng ha. Màn hình riêng men, riêng pin hết toàn bộ luôn. Học online tốt, Android nó 5 chấm. Em bán có 400k thôi, mã số là 864, 864 nha. Xài được 2 sim luôn, của thằng Sam luôn ha. Đó, máy móc ok luôn ha. Nó hơi ám một chút nha. Ám chỗ này được cái màn hình riêng nha. 400k thôi, cái này pin trâu lắm, nghe gọi đã lắm nha. Bỏ sim nghe gọi gỗng gãng luôn, pin thì trâu lắm. 864 nha, có 400k thôi ha. Rồi 865, cây này cứu Mi ha. Redmi Note 5A nha. Đó, có hồng ngoại luôn. Cây này bị nứt. Ủa, bị nứt chỗ nào? Nứt cái chỗ này có miếng à. Đây, nứt chỗ chỗ này ha, chạy lên đây ha. Em cố gắng quay cho bà con thấy cái nứt ha. Rồi cây này màn hình bị nứt miếng nha, cảm ứng xài bình thường full chức năng. Máy móc riêng nguyên cây luôn, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán cũng 400k thôi, 400k, mã số là 865 ha. 865 sở hữu cây này ha, xài được 2 sim có hồng ngoại luôn nha. Máy móc ok, riêng nguyên cây bị nứt chỗ đó thôi, nó bị nứt cái chỗ đó thôi, xài bình thường, cảm ứng rồi vô tư, chơi được game luôn. Máy móc ok, mạnh lắm nha. 865 nha, 400k ha, cái Mi ha, xài được 2 sim nha. Rồi cái 866 nè, cây Oppo A51W nha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm luôn. Cây này đặc biệt có hồng ngoại nha, xài được 2 sim 4G ha. Đó, em bán có 450 nha, mã số là 866 nha. Cây này thì riêng nguyên cây full chức năng, màn hình riêng riêng hết toàn bộ. Em cài sẵn ứng dụng rồi nè. Đó, ứng dụng em cài sẵn này ha. Máy móc ok, test kỹ cho bà con ha. Rồi ai mua thì cọc qua nha. Rồi 450 nhưng mã số là 866 nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel nha. G2
Rồi 867 ha. Cây này cây Sony XA nha. RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn. Cây Sony này hồi đó mắc lắm nha, em bán giá 1 triệu mấy á. Bây giờ thôi bán giá rẻ cho bà con ha, 450 thôi, cây Sony nha. Mã số là 867 nha. Cây này cũng là xài 2 sim luôn, máy móc ok luôn ha, full ha. Android nó 7 chấm luôn á, chứ không phải thường đâu. Đó, máy móc ok luôn ha. Đó, pin thì tốt lắm nha. Pin cực kỳ luôn. Cây này full ha, đã luôn ha. Đó, cây này nó xài được là nó xài bền lắm, còn xài không được thì nó lỗi rồi. Mà cây này em test kỹ lắm, nó xài bền lắm, Sony mà nó ok lắm ha. Đó, full cây không rồi bị lỗi gì hết luôn. 450 cây này, mã số là 867 nha. Rồi cái 868 nè, cây này cây Galaxy A3 2016, tên nó vậy nha. Ở nhôm nguyên khối luôn. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn. À, cây này em bán 500 nha, 500k. Mã số là 868 nha. Máy móc ok, rin nguyên cây luôn, màn hình không đủ tiền nha. Cái màn hình rin luôn nha. Ai nói màn hình lô đập bể luôn cho luôn nha. À, máy full chức năng, xài được 2 sim luôn, bỏ sim nghe gọi đã luôn. Rồi 500k thôi, 500k có màn hình rin nguyên cây luôn của tên của nó là Galaxy A3 2016 nha. Mã số là 868 ha. Rồi cái 869 là cây Huawei GG5 nha. Cây này thì có camera kép hiện đại ha. Cây này có găng tay một chạm luôn, cũng xịn sò ha. Xài được 2 sim luôn nha. RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm. Cây này em bán có 600k, có găng tay một chạm rồi, bán có 600k rồi. Trong khi đó máy full chức năng, không lỗi gì hết luôn nha. 869 nha, 869 có 600k thôi. Đó, máy móc ok luôn ha. Đó, mà nó lên màn hình đẹp kênh spe luôn màn hình nè. Em tải sẵn ứng dụng rồi, pin rất là tốt nha. Đó, máy móc ok full ha. Đó, đã nha. Rồi cây này em bán giá có 600k, mã số là 869 nha. Rồi 870 nè, 870 là cây Vivo nha, màu đỏ đỏ ở dưới đây màu hồng ha. Nó bầu cũng đẹp quá ha. Máy móc không nứt không bể không gì hết, camera giọt nước. Cây này thì Vivo 1820 nha. Có Face ID. Cây này RAM 2, bộ nhớ 32, RAM 2 mà bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm nha. Cây này em bán 600 nha, mã số là 870 nha. Pin rất là trâu như con bò luôn. Máy móc ok, full green luôn. Đó, màn hình rin men rin hết toàn bộ luôn, máy móc ok luôn ha. Đó, chạy thì không thấy đường luôn. RAM 2 bộ nhớ 32 luôn và camera giọt nước luôn. Rồi cây này em bán có 600k rồi nha, mã số là 870 nha, 870 ha. Rồi cái 871 nè, đủ lâu lắm rồi em mới thấy được cây này nha, hứa luôn. Cây này hiếm lắm, cây này rin nguyên cây luôn, màn hình rin hết toàn bộ luôn. Tên của nó là Galaxy A8 nha, pin nguyên cây nhôm nguyên khối á. Nó là A3, A5, A8, A7 ha. Những cái dòng này là nó hiếm lắm. A8 này hiếm cực kỳ luôn. RAM 2, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán 650 thôi, 650 chưa đủ tiền cái màn hình rin nữa. Mã số là 871 nha. Màn hình rin nó đẹp kênh spe luôn, nó đẹp lắm nha. Ôi ôi nó nét ba ơi. Ôi pin nó tốn tốt lắm, găng tay trên nút hôm ha. Tải nhiệt qua bên vỏ nhôm nha. Nhôm nguyên khối này tải nhiệt tốt lắm. Rồi nó có xài được 2 sim một thẻ nhớ luôn nha. Máy móc rin nguyên cây full luôn mà nó mỏng nó đẹp sao đó ha. Rồi cây này 650, mã số là 871 nha, 871 ha. Rồi cái 872 nè, cây này cũng xịn sò luôn, của thằng Asus nha. Asus thì có găng tay trên đây ha, găng tay một chạm nha. Cây này cũng xài được 2 sim luôn nha. Đó, sạc bằng đuôi taxi luôn nha. Đó, rồi em nói tên nè, Asus nha, Z012DA nha. Đó, RAM 4, bộ nhớ 64, Android nó 8 chấm. Cây này em bán có 700 rồi nha, không nứt, không bể, không gì hết luôn nha. Đó, mã số là 872 nha, 700k, có găng tay một chạm luôn. Máy xài được 2 sim màn hình nè. Đầu gô màn hình pin trâu lắm. Màn hình chăng đét, xài được 2 sim luôn, đã lắm nha. Đó, cái màn hình nó đẹp kênh luôn nè. Ôi ôi, tải con cá nó lội một cái ha, pin tốt lắm nha. Rồi xài được 2 sim luôn nha.
Rồi cây này 700k, mã số là 8772 nha, 872 nha. Cái dòng Asus đã lắm. Ôi lâu lắm em có cây Nokia 3.2 nha. 3.2. Cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 11 chấm. Cây này của Uno ha, găng tay một chạm. Đó, máy móc ok luôn, pin nước ở trâu như con bò luôn. Xài được hai sim luôn nha. Đó, em bán 800k, mã số là 873, nó nặng kịch rồi nha. Của Uno nó bền lắm. Ồ, camera này giọt nước nha, pin thì trâu lắm. Cái tay trái em vuốt không hết, nó phải vuốt hết cái dựng tóc, đúng cái dựng tóc của nó mới cho mở nha. Nó sợ cứng cái túi mình á, nó phải vuốt cái đúng dựng tóc nó mới cho mở. Máy móc ok, màn hình đẹp, ken spen rin nguyên cây luôn, đã lắm nha. Ồ, máy full luôn, đã lắm nha. Ồ, nặng kịch. 873 nha, có 800k thì Nokia 3.2 nha, tên nó vậy ha. Có găng tay nằm đây luôn nè, găng tay một chạm luôn ha. Rồi cây 874 nè, cây Redmi 5 Plus nha. Redmi 5 Plus thì RAM 3, bộ nhớ 32, Android 8 chấm. Cây này có găng tay một chạm nè, có hồng ngoại nè, xài được hai sim 4G nè, máy móc ok. Chơi được tất cả các loại game Liên Quân, Wi Fi, Play Up ha. 800k mã số là 874 nha. 874 em cho coi cái màn hình nè. Cầu ôi, cây này mà chơi game một cái ha, màn hình riêng luôn. Chơi game một cái nó đã lắm nha, Liên Quân Wi-Fi bóp chạy đã lắm rồi, có 800k thôi. 800 ha. Mã số là 874 nha, xài được hai sim 4G luôn nha. Rồi em có 875, 875 là Redmi Note 7 nha, của Redmi là Xiaomi luôn á, mà lưng nó bằng kính luôn. Đã lắm nha. Đó, găng tay nằm đây, camera kép luôn ha. Camera kép là camera đôi á, gọi là kép á. Ha. Cái này xài được hai sim 4G luôn, đặc biệt là RAM 4, bộ nhớ 64, Android nó 10 chấm luôn. Cây này em bán có 900 rồi nha, 900k ha. Có sạc đuôi tai C luôn. Cho đúng ra cây này bán 1,2 triệu mà thôi, em bán có 900 cho bà con xài ha. Chứ cây này 1,2 triệu bình thường, sạc đuôi tai C, găng tay một chạm rồi, màn hình riêng rồi, các kiểu luôn, đã lắm nha. Nó máy móc ok, em cho số nhân nè. Ôi ôi, 8 nhân, mỗi một nhân 2 hết 2, ghê chưa, nó chạy như sấm. Là 8 nhân khởi động một lúc luôn nha, cùng một lúc luôn, chạy khởi động cùng một lúc, chơi xử lý cùng một lúc luôn. Mà RAM 4, bộ nhớ 64 có 900k, mã số là 875 nha, 875 ha. Rồi cái 876 là Galaxy S9 Plus nha, nó nứt miếng sao thôi ha, nứt cái kính sao ha. RAM 6 mà bộ nhớ 256 nha. Đó, của thằng Sam luôn nha. Cây này của thằng Sam luôn nha. Cây này thì Android nó 10 chấm luôn mà RAM 6 bộ nhớ 256 luôn. Em bán 2,3 triệu chưa đủ tiền cái màn hình. 2,3 triệu cực kỳ rẻ, không ai bán giá này luôn. Có sạc không dây nè, có đo nhịp tim nè, có găng tay một chạm nè, rồi camera kép nè. Máy móc màn hình Super AMOLED công luôn nha. Super AMOLED công luôn, máy móc ok full luôn, đẹp ha. Đó, hình của nó đẹp kinh siêu bé luôn ha. Đó, không ám ố không gì hết luôn, má đã cực kỳ luôn nha. Đó, màn hình của thằng Sam mà Super AMOLED công nữa. Máy này đẹp lắm nha, có 2,3 triệu thôi. Rồi ra bộ nhớ 256 không? 876 nha, mã số là 876, 2,3 triệu nha. Rồi cái 877 nè, cái vỏ này không nứt ha, đến sao mặt hình cũng đẹp ha. Cây này là Galaxy S9 cộng nha, camera kép luôn, có găng tay đo nhịp tim, sạc không dây, sạc đuôi tai C ha. Cây này màn hình Super AMOLED công luôn nha. RAM 6, bộ nhớ 64, Android nó 10 chấm, em bán 2,3 triệu nha. Máy thầy này đẹp ken spen luôn, không lỗi không gì hết, đẹp ken spen luôn, nó đẹp không tì vết luôn, mới ghê chứ, pin thì trâu như con bò luôn. Máy móc ok luôn ha. Đó, máy móc ok luôn. Rồi cây này đặc biệt xài hai sim nha. Cây này hai sim nha. 8,77 nha, 2,3 triệu ha. Cây này thì 64GB nha, RAM 6 64GB, còn cây kia là RAM 6, bộ nhớ 256 nha. Nó xấu hơn miếng nhưng mà được cái là bộ nhớ nha. Còn cây này thì đẹp ken luôn ha. Đó, 2,3 triệu, mã số là 877 nha. Rồi cây 838 nè. Cây này cây Galaxy Z500 nha. Cây này bị nứt. Z500 bị nứt,
nó có tí nị trên gốc này nha. Đó, vỏ thì cũ quá 5 tháng, được cái màn hình rin, rin nguyên cây luôn. Đó, học online tốt, Android 5 chấm luôn. Cây này em bán 350 nha. Mã số là 838838, xài được 2 sim 4G, bỏ sim nghe gọi cũng lời, nó có 350. Bỏ sim nghe gọi cũng lời nữa ha, màn hình rin luôn. Máy móc ok, rin hết luôn. Đã lắm nha. Đó, pin thì trâu như con bò. Rồi, cây này em bán 350, mã số là 838 nha. Của thằng Sam luôn nha. Rồi em có hai cây luôn nha, cây này 841 nha, cũng là Galaxy Z1 2016 luôn, học online tốt Android 5 chấm luôn, em bán 400 luôn, bỏ túi nghe gọi gọn hơn rồi. Rin nguyên cây full chức năng luôn, tải sẵn ứng dụng luôn. Pin rất là tốt, màn hình rin luôn, rin hết toàn bộ luôn, máy luôn nha. Máy rin hết, không lỗi lầm gì hết, bỏ sim nghe gọi 2 sim 4G luôn. 400k. Mã số là 841 nha. Rồi 842 nè. Cây này cây VMAX Bi nha. Cây này pin tốt lắm, cũng bự ha. Đó, mà xài cũng ok lắm, có 400 hả không? À, gam 2, bộ nhớ 16 Android trên núi. À, em bán 400k, mã số là 842. Cây này thì full chức năng, không nứt, không bể, không gì hết luôn nha. Máy móc ok, để mở nguồn, quên mở nguồn. Đó, máy móc ok luôn ha, mà đẹp luôn, riêng nguyên cây luôn nha. Đó, máy móc ok luôn. Màu đen ha. Đó, chạy nè, nó ok luôn ha, pin tốt lắm ạ. Rồi cây này giá có 400 rồi nha, mã số là 842 ha. Rồi em có cây 844 nè, cây này cây Oppo Neo 7 nha. Lâu lâu mới có một cây Oppo Neo 7 màu đen mà bóng lưỡng ha, đỏ lắm ha. Học online tốt, Android nó là 5 chấm luôn ha, bộ nhớ 16GB luôn. Cây này bộ nhớ 16GB ha, Oppo Neo 7. Máy này thì ghi nguyên cây full chức năng luôn mới ghê chứ, ghi luôn nha. À, ghi nguyên cây full chức năng. Em tải sẵn ứng dụng rồi nè, bỏ sim nghe gọi 2 sim luôn cũng lời nữa. Giá có 400 rồi nha. Mã số là 844 nha, 844 nha. Rồi 845 nè, cây Vivo nha. Vivo này là Vivo Y51 nha. Cây này phiên bản thấp ha. Hôm qua là cây phiên bản cao, này phiên bản thấp. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 5 chấm luôn. Cây này em bán 400 nha, 400 mã số là 845 nha. Đó, cây Vivo này là 845 ha. Có 400k, bỏ sim nghe gọi 2 sim cũng lời nữa. Đó, bây giờ vài bữa nữa cụ bắp nó hết xài, mua mấy cái này ha, gắn sim vô rồi giữ trái cũng lời nữa ha. Pin thì trâu lắm, xài được 2-3 ngày bình thường. Nghe gọi ok ha, 845 nha, 400k ha. 2 sim luôn. Rồi cái 847 nè, cây này cây Galaxy Z320 nha. Cái Z320 là riêng nguyên cây luôn, màn hình không là hết 7-800 rồi. Em bán có 450, chưa đủ tiền cái màn hình riêng nữa. Đó, học online tốt, Android 5 chấm luôn. Cây này là em bán có 450, mã số là 847 nha, 847, có 450 nha, Z320 nha. Cái màn hình riêng của thằng này nó mắc, cũng mắc lắm. Nói chung là em bán chưa đủ tiền cái màn hình. Còn tra lên Google không phải ghiên luôn nha, màn hình lô á. Còn ghiên là ghiên theo hãng nha, mình phải điện vô hãng mới đúng cái màn hình ghiên nha. Nó hãng nó báo giá cho mình, giá là 800 á. Bữa em đi thay cho khách 800, tại lục cái này không có, cái bắt buộc đi thay. Còn giờ em bán có 450, mã số là 847 nha, xài được 2 sim 4G luôn nha. Rồi cây 852 nè, cây này cây Galaxy Z4 nha, Galaxy Z4 nha. Cái này rin nguyên cây luôn, chưa đụng tới, còn tem rin luôn. Đó, cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 10 chấm luôn nha. Rất là cao luôn, em bán có 550 rồi, chưa đủ tiền cái màn hình rin thiệt. 852 gọi vô hãng Samsung hỏi cái màn hình của con Z4 này á, dưới 500 mới sợ á. 550 nhưng mã số là 852 nha, rin nguyên cây full chức năng, màn hình đẹp Kensabend. Máy móc cũng ok ha, găng tay trên nút home luôn ha. Z4 nha. Em đang mở nguồn. Rồi mở nguồn nè, màn hình rin cũng đẹp Kensabend luôn ha. Máy móc ok luôn, đẹp lắm. Đó, màn hình rin luôn nha. Găng tay trên nút home luôn. Máy móc em tải sẵn ứng dụng rồi nè. Đó, pin thì tốt lắm. Z4 mà em bán có 4 có 550 rồi nha. Mã số là 852 ha, có 550 rồi nha. Ai mua cọc qua 2 sim luôn nha. Rồi em có cây Z700 nha, Z700 nha. Rin nguyên cây luôn, ghê, màn hình đẹp luôn. À, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn. Cây này em bán cũng có 550 rồi.
mã số là 853 ha, hai sim 4G luôn, có 550 thôi, riêng nguyên cây màn hình cứ mắc hơn giá tiền em bán luôn, máy móc ok luôn ha. Ủa đẹp ken spen luôn ha, màn hình đẹp ken spen luôn, máy móc ok, pin tốt luôn nha, chăm chăm ha. Ờ đã không? Ờ 853 luôn, xài hai sim 4G luôn ha. Mã số là 853 550 nha, Z700 ha. Rồi cái 855 nè, cái lưng này sao bằng kính ha, có sạc không dây ha. Cây này là S7 nha, S7 có đo nhịp tim nè, có sạc không dây nè. Cái này người ta cạo ra cho thấy ở trong chơi vậy đó, mà em cũng thấy có đẹp đâu mà người ta phá như vậy á. Mua còn không thích thì dán đề can lại ha, hoặc là mua ốp lưng lại ha. Cây này thì màn hình Super OLED, em tải con cá rồi, những ứng dụng thì đẹp luôn, ứng dụng em tải sẵn rồi nè. Cây này thì RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó là 8 chấm luôn ha. Đặc biệt cây này là xài được 2 sim nha, cây này xài 2 sim luôn, mã số là 855 nha, 855 ha. Xài 2 sim mới ghê, màn hình Super OLED luôn. Cây này em bán có 850 rồi nha, mã số là 855 nha. Rồi 856 nè, Oppo F5 nha, RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán thường thường 800-900, em bán có 700 rồi, găng tay một chạm luôn, xài được 2 sim 4G, máy thì bộ nhớ là 32 mà RAM tới 4GB ha. 856 nha, máy móc ok, full chức năng, đẹp ken spen. Máy nè, đẹp ken spen luôn. Chạy không thấy đường, RAM 4 mà chạy dữ dằn lắm. Rồi máy pin cũng tốt luôn ha. Rồi 700k, mã số là 856 nha, ai mua thì cọc quá ha. Em có cây hàng hiếm rồi, ai biết thì chơi ha. Cây này Mi Max 2, hồi đó em có cây Mi Max 1 thôi, chưa bao giờ sở hữu được cây Mi Max 2 luôn á, ao ước luôn á, mà giờ nó xuất hiện ha. Mi Max 2 cây này bị nứt màn hình, cảm ứng thì sao bình thường ha. Cây này RAM 4, bộ nhớ 64, Android nó 7 chấm, cây này không bị nứt ha. Là em bán tới 1.2 triệu, cây này em bán có 650 rồi nha, 650 rồi. RAM 4 mình nhớ 64, mình rồi 7 chấm thôi. Mã số là 858 nha, màn hình nó bự lắm. Cây này điện thoại nha, chứ không phải là tab nha. Cây này có sạc Type-C nha, pin thì trâu lắm. Có hồng ngoại luôn nha, xài được 2 sim luôn nha, hồng ngoại nè. Cây này găng tay một chạm ha, màn hình nó bị nứt nha, nứt hơi ám nhẹ tí, nhưng mà nứt được cái rin. Cây này đi ép được luôn, nó hơi ám nhẹ nha, được cái rin. Mà hình riêng nó hiếm lắm, giờ không có đâu. Mà cây này bán ngon, bán giá hời luôn, 650, về chơi Liên Quân Wi-Fi bị up tất cả các loại game cũng lời nữa. 858 nha, 858 ha, 650 nha. Rồi cái 816 nè, cây này cây Galaxy Z2 Prime nha, Z2 Prime là Z200 chứ, em sorry. Cây này Galaxy Z200 nha, học online tốt, Android nó 5 chấm luôn. Cây này riêng nguyên cây full chức năng ha, xài được 2 sim luôn, màn hình không là đủ giá tiền ha. Em bán 400 nha, mã số là 816 nha. Đây, bỏ túi đi đồng đi ruộng đã lắm nha, nó gọn hơ. Đó, máy móc ok full ha. Rồi cây này pin tốt lắm, bỏ sim nghe gọi đã lắm. Rồi 400k ha, mã số là 816 nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50 hay là 100 nha. Nếu cộng trăm thì em bao ship nha, chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha. Ai không chuyển khoản được thì chạy ra tạp hóa mua cái cạc Viettel, sau đó cào ra đọc mã cho em ha, đọc địa chỉ, đọc tên thì em ship tới chỗ cho kiểm tra hàng, ok thì nhận nha. Rồi cây này 400, mã số là 816 ha. Rồi cái 817 nè, cây này là Galaxy Z500 nha, Z500 học online tốt, Android 5 chấm luôn. Cây này thì cũng là rin nguyên cây full chức năng ha. Riêng nguyên cây full chức năng luôn. Cây này em bán 450 nha, mở số là 817 nha, 2 sim luôn. Cây này 2 sim luôn nha, máy móc ok full luôn nha. Máy nó chạy không thấy đường luôn. Rồi 817 nha. Rồi cái 820 nè, Galaxy Z5 Prime nha, Z5 Prime thì RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 8 chấm nha. Cây này em bán 500k nha, 550 nha, 550. Mã số là 820 nha, Z5 Prime ha. Máy móc cái này là full nguyên cây, nguyên chức năng luôn, full nguyên cây luôn nha. Nó không lỗi gì hết luôn. Em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn nè. Máy móc ok luôn ha.
Rồi cây này 550 nhưng mã số là 820 nha, G number rim nha. Rồi cái 824 nha, 824 là cây Vivo nha. Cây Vivo này đơn giản là thấy vậy chứ nó có hai phiên bản. Một là 16 gam gam 2 bộ nhớ 16, hai là phiên bản 464. Cây này là phiên bản cao nhất của con Vivo này nha, Vivo Y51A nha. Cây này là RAM 4 bộ nhớ 64, Android nó 7 chấm. Cây này em bán có 650 luôn, RAM 4 vẫn bán 650 luôn, mã số là 824, không lỗi, không lầm, không gì hết luôn. Máy móc ok, màn hình đẹp luôn, không nứt, không bể, không gì hết luôn. À, màn hình green luôn. Nhưng mà được cái RAM 4 bộ nhớ 64 ha. Em bấm vô gì vậy? À, máy móc nó chạy nè. Ồ, đã rồi. À, RAM 4 bộ nhớ 64 luôn, đã lắm ha. À, RAM 4 bộ nhớ 64 nè, Android 7 nè ha. Y51A nha, cái Vivo nào ghê lắm. À, cây này em bán có 650 rồi, xài được 2 sim 4G luôn nha. Mã số là 824 nha. Rồi 826 nè, cây iPhone 6S nha, cây này bị lót ha. iPhone 6S bị lót. Hết pin nè, iPhone 6S nha, cây này thì iOS nó tới 15 chấm nha. À, cây này em bán nghe gọi tốt lắm, chơi được liên quân wifi về up luôn, chơi tốt lắm nha. Cây này em bán 800 nè, mã số là 826 nha. Máy móc ok, full chức năng luôn ha. Pin nó em quên sạc nó hết rồi. Rồi cây này 800 ha, mã số là 826 nha. iPhone 6S nữa. Rồi cây 829 nè, cây này cây Galaxy Note S. Note S ha, RAM 4, bộ nhớ 64, Android nó 6 chấm. Cây này có đo nhịp tim nè, có sạc không dây ha. Cây này Note S không có sạc không dây nha. Cây này nó đo nhịp tim mà có hồng ngoại nha. Cây này công một bên Super AMOLED, công một bên không nứt không bể không gì hết, màn hình green luôn. Màn hình không ám không ố không gì hết luôn, có cây viết luôn nha. Cây có cây viết luôn, màn hình nó không ám luôn mới ghê, mà hiếm lắm mới có một cây là full như vậy luôn. Đó, đẹp kén luôn. Màn hình quá đẹp luôn, màn hình Super AMOLED công luôn nha. Ai biết chơi thì mua ha. Cây này hồi trước em bán 1.2 triệu, hôm nay em bán có 900 rồi nha. Mã số là 829, nó thành đồ cổ luôn rồi, đã lắm nha. Đó, Android nó cũng cao 6 chấm luôn ha. Có cây viết luôn, màn hình công luôn một bên luôn ha. Rồi 2829 nha, 900k ha. Rồi em có cây 832. 832 là cây Galaxy Z7 Plus nha. Z7 Plus thì của thằng Sam nhân, xài được 2 sim 4G luôn. RAM 4, bộ nhớ 32, Android 8 chấm. Cây này em bán 950 nha, 950 nha, Z7 Plus nha. Máy móc ok, xài được 2 sim luôn, màn hình đẹp Ken Span luôn. Đó, màn hình này tải con cá nó lỗi một cái không thấy đường luôn. Đó, găng tay một chạm ha, pin thì tốt lắm nha, xài được 2 sim luôn nha. 832 nha, 832, ta 950 nha, Z7 Plus nha. Rồi em có cây Galaxy A6 cộng nha, A6 LED nha. Galaxy A6 LED, camera kép găng tay một chạm nữa ha. Cây này RAM 4, bộ nhớ 32, Android mới 10 chấm luôn. Cây này bán sổ vô con giá 1 triệu mốt luôn ha, 1 triệu mốt. Mã số là 833 ha, cây này rất là mạnh, chơi được liên quân wifi up luôn. Màn hình thì Super AMOLED luôn, máy móc ok luôn ha. Máy móc nè, đã lắm nha. Em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn rồi đó. Nè, tải sẵn ứng dụng rồi ha. Pin thì tốt lắm, xài được 2 sim luôn nha. 2 sim một thẻ nhớ luôn. Mã số là 833 nha, giá 1 triệu mốt nha. Máy của thằng Sam luôn ha. Trời luôn. Rồi đầu tiên là cây 791. Cây này Galaxy Z200. Nó cây này được cái là rin nguyên cây. Full chức năng luôn, Android 5 chấm luôn. Cây này em bán 400 nha, mã số là 791 ha, xài được 2 sim luôn, bỏ sim nghe gọi cũng lời nữa. Đó, cái màn hình không là hơn giá tiền của em bán luôn, pin thì tốt lắm. Máy móc nè, em tải sẵn ứng dụng luôn nè. Nó máy móc ok luôn ha. Rồi cây này giá là 400 nha, mã số là 791 ha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50 hay là 100 nha. Nếu cọc được 100 thì em bao ship nha, chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha.
ai không chuyển khoản được thì chạy ra tạp hóa mua cái cạc Viettel ha, rồi đọc cái mã của cái cạc đó, rồi đọc địa chỉ, đọc tên thì em ship nha. Có cọc mới bán, không cọc không bán, khỏi điện. Rồi 1791 nha, 400k ha. Rồi em có cây hủ tiếu chai 793 hủ tiếu chai ha, 826. Cây này bị nứt một tí nị ở góc đây. Tí nị ở góc nè, đó, xéo lên tí nị ở đây ha. À, con mắt thì như mắt trâu vậy đó, camera như mắt trâu. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, anh rồi nó là 6 chấm luôn. Cây này em bán có 400k ha, mã số là 793 ha. Máy móc rin nguyên cây luôn, bị nứt miếng full chức năng. Đó, em tải sẵn hết trơn rồi, đó, tải sẵn rồi, Zalo, Facebook, TikTok lúc phà luôn ha. Máy móc ok luôn ha. Đó nè, nó chạy không thấy đường luôn. Pin thì tốt lắm. Camera thì mắt như thò lòi luôn. Tổ mẹ luôn. Mã số là 793 nha. Đó, hủ tiếu chai luôn. 800 là cây Oppo A1 nha. RAM 2, vỏ như 16, Android nó 7 chấm luôn. Nó cũ cũ vậy chứ mới bền lắm nha. Em bán 550 nha, 550 luôn. Thôi đem sổ cái này. Thôi em bán 500 thôi, 500 cây này ha, Oppo A1 nha, cây này mạnh lắm. Tàn rồi nó tới 7 chấm luôn. Bán 500 nha, mã số là 800 nha. Đó, máy nó mạnh lắm mà rin nó đẹp lắm. Cây này xài pin tốt lắm, pin nó cực kỳ luôn. Biết giờ nào hư nó, máy móc ok luôn, xài được 2 sim 4G luôn nha. Đó, cũ cũ thì chứ xài rất là bền ha, 800 nha, 500k ha. Cây Oppo F1S nha. F1S thì RAM 3, bộ nhớ 32, Android 5 chấm. Cây này em bán 700 nha, mã số là 80805 nha. Cây RAM 3 nha, Oppo F1S ha. Máy móc ok, full chức năng ha. Đó, máy móc ok luôn. Đó, lướt không thấy đường luôn. Màn hình riêng luôn, căng tay trên nút home ha. Đó, Oppo F1S nha. Tên nó là vậy ha. Rồi, 700k, mã số là 805, xài được 2 sim 4G luôn nha. Rồi 807 nè, cây này cây Galaxy Z7 Pro nha. Z7 Prime nhé. Cây này thì in lộn nha. Z7 Pro chứ. Đúng rồi, Z7 Pro bị nứt nha. Bị nứt một đường ngay chỗ này ha. Nó nứt nhỏ quá nên em không ép, em để về lên bán ha. Rồi RAM 3, bộ nhớ 32, Android 9 chấm. Cây Z7 Pro ha. Đó, xài được 2 sim 4G một thẻ nhớ nha. À, em bán 750, mã số là 807 807 Z7 Pro này nha. À, bị nứt con miếng ở dưới đây ha. À, máy móc chạy ok, màn hình đẹp luôn nha. Găng tay trên nút home ha. À, máy móc ok full ha, pin tốt lắm ha. 807 nha, 750 ha. Rồi 814 nè, cây Redmi 5 Plus nha. Cây này bị nứt. Bị nứt một đường ở đây ha, nứt một đường ở đây nè. Đó. Em nhá màn hình lên cho coi ha. Đó, bị nứt nha, cảm ứng thì xài bình thường. Cây này có đo nhịp tim nè, có hồng ngoại nha, xài được 2 sim 4G, RAM 3, bộ nhớ 32, Android 8 chấm luôn. Cây này em bán 600 nha, mã số là 814 nha. Chơi được liên quân Wi-Fi B-up rất là mạnh nha. Còn Zalo, TikTok nó lướt không thấy đường luôn, đường cái màn hình rin đi ép được luôn nha. Cây này ép được luôn á, màn hình rin luôn nha. Tại em làm biến ép để về bán cho rẻ. Rồi 600k, mã số là 814 nha. 600k luôn, rất là mạnh luôn nha. Rồi cây 774 nè, cây này cây Oppo Neo 9 nha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 5 chấm luôn. Cây này em bán 450 nhưng mã số là 774 nha. Máy móc ok, full chức năng, sim thì xài được 2 sim 4G luôn ha. Đó, màn hình thì full chức năng luôn, pin luôn nha. Đó, máy móc ok luôn, đó, máy đã đời luôn. Em tải ứng dụng sẵn cho bà con rồi ha. À, máy móc là pin tốt lắm, xài được 2 sim 4G luôn. Con Oppo ha. 450, mã số là 774 nha. Rồi cây 776 nè. 776 là cây Galaxy Z5 2016 nha. Cây này thì pin nó trâu lắm, cũng còn đẹp ken luôn, vỏ này kia cũng đều đẹp quá ha. Cây này RAM 2, cũng như 16, Android nó 9 chấm luôn. Cây này thường thường em bán 6-700, em bán có 550 rồi. Mã số là 776 nha. 2 sim 4G luôn. À, màn hình nó rin luôn mới ghê chứ. Máy móc ok, đẹp ken span luôn ha. Ai nó màn hình lô cho luôn cái này ha. Màn hình rin luôn á. Máy móc full chức năng đã luôn, đẹp ken span luôn. Có 550 rồi. Z5 2016 nhân pin nó dài lên tới đây nè, xuống tới đây ha. Mã số là 776 nha. Cây này xài pin rời luôn, dễ thay, dễ sửa, dễ xài luôn nha.
rồi cây 777, cây Apple F5. Apple F5 thì sở hữu RAM 4, bộ nhớ 32, Android 7 chấm. Cây này, ủa sao em bán có 750 rồi nha. Cây này em bán có 550 rồi. Ở găng tay một chạm luôn, màu đen ha. Đó, xài được hai sim luôn, mã số là 777, đặc biệt luôn, có 550 rồi nha. Đó, bị lót, màn hình nó lót ha. Bị lót nhưng cảm ứng xài bình thường, màn hình không nứt không bể, xài bình thường. Lót là không phải là hư màn hình nha. Cái miếng lót nó bị trắng lên ha. Nó không phải là hư màn hình nha. 550 và mã số là 777, có 550 RAM 4 luôn, Apple F5, hai sim 4G luôn nha. Rồi cái 778, cây này Redmi Note 3, cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nhớ 6 chấm luôn. Cây này sở hữu được 8 nhân, mỗi 1 nhân 2 hết. Em bán có 550, cây nó có găng tay một chạm, có hồng ngoại, xài được 2 sim 4G. Cây này riêng nguyên cây full chức năng. Mã số là 778 ha, 778. Máy móc ok luôn ha. Màn hình riêng luôn, nha. Đó, màn hình đẹp kìa. Nó chạy không thấy đường luôn, RAM 2 bộ nhớ 16 thôi mà nó chạy không thấy đường, tại nó sở hữu 8 nhân. 550, mã số là 778 của Redmi nha. Rồi cây Redmi 5 Plus. Redmi 5 Plus, găng tay một chạm, có hồng ngoại, xài được 2 sim 4G, pin rất là trâu, nặng như con nặng như cái gì. Sở hữu được 8 nhân, mỗi 1 nhân 2 hết. Cây này em bán 800, chuyên về chơi game Liên Quân Wi-Fi bị up, pin thì rất là tốt. Mã số là 785. Đó. Máy móc ok luôn, chơi game thì khỏi nói cũng đã cực kỳ luôn. Em tải sẵn ứng dụng luôn, pin tốt lắm. Cây máy móc ok full nữa ha. Đó, chơi game rồi còn Zalo với Facebook nó chạy không thấy đường luôn. Lướt một cái nó chạy phải thắng rồi. Tại vì sở hữu 8 nhân, mỗi 1 nhân 2 hết là 8 nhân chạy một lượt, rất là mạnh nha. 800k, mã số là 785. Rồi cái 787 nè, Galaxy Note 5, màn hình Super AMOLED, sạc không dây, đo nhịp tim, có cây viết. Đó, cây này ok lắm, đẹp lắm nha. Đó, cây này RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Em bán 900k luôn, mã số là 787, sổ cây này luôn nha. Đó, máy móc ok luôn ha. Rồi cây này thì bị chóc thủy ha. Chóc thủy mấy cái đầu nhẹ nhẹ ha. Máy móc ok, em test ok hết toàn bộ luôn, tải sẵn ứng dụng luôn. Điểm ảnh rất là cao, màn hình Super AMOLED luôn á. Rồi cây này em bán có 900, mã số là 787 nha, RAM 4 luôn. Máy Note 5 nha, có cây viết luôn nha. Rồi cây 790, em có cây Galaxy Note 10 của hãng ha, của Sam luôn ha. Cây này có sạc không dây ha, camera 3 camera luôn. Đó, máy cực kỳ im luôn, có sạc không dây, có đo nhịp tim ha. Rồi có sạc một đuôi taxi, có cây viết ha, màn hình Super AMOLED. Nó tên là Galaxy Note 10 nha. Cây này thì RAM 8, cộng 8 là RAM 16, bộ nhớ 128, Android nó 12 nha. Cây này em bán 3,2 triệu, mã số là 790. Đó, màn hình là Super AMOLED ha. Màn hình là Super AMOLED. Là cái của thằng Sam á, thường là mấy cây mà Note nó cây ớt đâu không có màn hình lô nha. Nên á cái này là cây màn hình riêng tao hãng nha, chứ không có lô. Mua cũng không có nữa, tại vì nó hãng nó ra không à. Đó, màn hình đẹp Kensa Ben luôn, nó đẹp lắm nha. RAM 8 bộ nhớ 128 là RAM 16 nha, còn RAM 8 cộng 8 nha. Bộ nhớ 128 nha, 3,2 triệu nha. Cái màn hình này không à, hơn giá tiền của em bán luôn. Mã số là 790 nha, 790 ha. Cây này xài được 2 sim luôn. Đó, cây này xài được 2 sim luôn nha, sim 1, sim 2 ha. Note 10 nha, máy móc ok, full chức năng, không đớm, không bể, không nứt, không gì hết luôn nha. Đó, cầm về là xài thôi, đã lắm, full ha. Rồi giá là 3,2 triệu nha, mã số là 790 nha. Rồi 751 nè, cây này cây Galaxy Z2 60 nha, Z2 60. Đó, cây này bị nứt khủng quá, cây này bị nứt một đường ha, một đường ngang ha, một đường ngang qua đây nha. Của thằng Sam ha. Cây này xài được 2 sim, Android nó 8 chấm ha. Cây này em bán 400, mã số là 751 nha. Máy móc ok, đi ép kính được luôn ha, có một đường một không ảnh hưởng gì hết, cảm ứng xài bình thường.
máy cứng khừ luôn, pin tốt lắm, xài được 2 sim luôn. Đó, máy móc ok luôn ha. Rồi 400k 751 ha. Rồi cái 753 nè. Cây này Galaxy Z320 nha, cây này zin nguyên cây full chức năng luôn. Đó, màn hình của zin luôn nha. Cây này 2 sim. Android nó 5 chấm, cây này em bán 450, mã số là 753 nha. 2 sim luôn. Z320 nha. Màn hình không đủ giá tiền. Màn hình zin luôn, cây này có cường lực sẵn luôn ha. Đó, cây này em bán 450, mã số là 753 nha, máy móc ok full. Rồi cây 760 nè, cây này cây Redmi 4A nha, Redmi 4A dòng Xiaomi luôn á. RAM 3, RAM 2, bộ nhớ 32, Android 6 chấm luôn. Cây này em bán 550 nha, mã số là 760. Đó, máy móc ok rất là mạnh luôn, RAM 2 mà bộ nhớ 32, chạy như thấy đường luôn. Chạy, đó, nó 6 nhân mỗi nhân 2 hết, đã lắm nha. Đó, có hồng ngoại luôn, xài được 2 sim luôn nha, có hồng ngoại luôn nha. 760 ha, 550 nha. 761 là cái Asus nha, camera kép. Asus này X00HD nha. Cây RAM 2 cũng như 16, Android nó 8 chấm luôn. Cây này em bán 550 nha, camera kép luôn. Pin thì tốt lắm. Có máy móc ok luôn, xài được 2 sim luôn. Có hồng ngoại luôn ha. Máy móc ok luôn ha. Cây này 550 nha, Android 8 chấm luôn. Đó, riêng nguyên cây full chức năng luôn, găng tay trên nút home. Găng tay trên nút home luôn ha. Máy móc ok luôn. Pin tốt lắm nha. Rồi cây này 550 nha, mã số là 761 nha. Rồi cây 764, cây này Galaxy Z4 Plus ha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 9 chấm luôn. Nó cái nắp này nó cạo ra. Khách hàng cạo ra cho thấy cục pin nó trong ha. Đó, RAM 2, bộ nhớ 16, Android 9 chấm luôn. Cây này em bán 650 nha. Z4 Plus hiếm lắm. Thay cái nắp này có mấy chục ngàn à. Mã số là 764 nha, máy móc ok full cây luôn. Máy móc đẹp lắm nha, Z4 Plus ha. Máy chạy không thấy đường luôn, đã lắm nha. Đó, anh tải sẵn ứng dụng rồi. Pin thì tốt lắm, pin trâu như con bò luôn, xài được 2 sim luôn nha. 764 ha, 650 nha. Rồi cái 766 nè. Redmi 5 Plus nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android 8 chấm luôn. Cây này em bán 800, mã số là 766 nha, 766 nha. Đó, máy móc ok luôn, cây này chơi được game tất cả các loại game luôn, máy móc ok luôn ha. Đã lắm nha, máy nè, nó đã lắm nha, pin trâu như con bò luôn. Mã số là 766 nha, 800k ha. RAM 3 luôn nha, găng tay một chạm có hồng ngoại, xài được 2 sim luôn nha. Rồi cây 768 nè, cây này cây Galaxy Z7 Pro nha. Z7 Pro thì RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm luôn. Cây này em bán 900k nha, mã số là 768 nha. Cây này thì xài được 2 sim 4G, một thẻ nhớ, màn hình thì ok đẹp, Galaxy Band ha. Cây này full chức năng không lỗi gì hết luôn nha. Máy móc ok luôn, đã lắm nha, găng tay trên nút home luôn. Con cá nó lội, điểm ảnh rất là cao luôn. Đó, 2 sim luôn, cây Z7 Pro nha, 768 nha, 900k nha. Rồi cây 734 nè, cây này cây Movitas X nha. Movitas X, màn hình nó không nứt mà nó hơi chày nhâm nha. Em bán giá bẻ bèo luôn, tại vì cây này RAM 3 mà pin nó trâu như con bò. Nó chạy màn hình nhưng mà xài bình thường nó không ảnh hưởng gì đâu. Nó không nứt không bể không gì hết mà có găng tay luôn. Găng tay một chạm luôn, xài được 2 sim mà pin nó trâu lắm nha. Em bán có 450 rồi, cây này RAM 3 đúng ra bán 700 á. Mà nó chạy có miếng rồi bán có 450 rồi. Trong khi đó đi ép kính con trăm mà. Đó, vì không lẽ giờ sách đi ép kính rồi lộn giá lên tới 700. Bán có 450 rồi nha, Android 6 chấm luôn á. 734 nha, mã số là 734 nha, bán 450 RAM 3 luôn nha. Cây này chơi liên quân được luôn á, pin nó trâu lắm. Pin mà nghe gọi thì khỏi nói cũng đã lắm nha, biết chừng nào hết pin. Rồi, 450 mã số là 734 nha. 735. 735 là cây Galaxy Xiaomi Redmi Go. Nó tên là Redmi Go nha. Đó, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 8 chấm luôn. Cây này em bán có 500k rồi nha. Nó sở hữu được 6 nhân luôn á. Đó, máy móc ok, màn hình zin luôn, pin tốt lắm nha, pin thì cực kỳ luôn. Đó, cây này thì khỏi nói luôn, đã lắm nha. Nó mạnh lắm.
nó cũng Realme Xiaomi thì mạnh lắm nha, 500k nha, mã số là 735 nha. Rồi 737 nè, cây này cây Galaxy Z5 2016 nha. Đó, cây Z5 2016 thì pin nó trâu lắm. Với lại nó xài được hai sim một thẻ nhớ ha. RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn. À, cây này em bán có 550 à, chơi thường thường em bán 700 á. Mà hôm nay em sụp còn có 550 cho bà con xài ha. Em sẽ giảm hết toàn bộ giá, nói chung là bán sao vừa túi tiền mà vừa đủ xài ha. Em lợi ích một chút cho bà con xài cho nó tốt ha. Cây máy nó mạnh lắm. Dạ em tải sẵn ứng dụng rồi, tải sẵn ứng dụng luôn, màn hình thì riêng luôn. Cây này thì cũ có 5 tháng thôi chứ xài rất là tốt luôn nha. Rồi 550 thôi, mã số là 737 nha, 2 sim 4G luôn nha. Rồi cây 738 nè, cây Asus X008D nha. Tên này á, là tra lên Google là có hết nha. Em ghi đúng cái tên á. RAM 3, bộ nhớ 32, cây này RAM 3 nha, Android 7 chấm luôn. Cây này em bán có 550, bán bèo cho bà con luôn á, chứ cây này bán 700 á. Mã số là 738 nha, găng tay một chạm ha, có hai sim luôn nha. Ai mà coi clip em thường thường chắc biết giá. Thường là RAM 3 là em bán nhiêu hết rồi, nay em sụt cho bà con luôn á. Sau Tết rồi bà con cũng làm cực khổ rồi, hồi hộp cho bà con xài ha. Rồi máy móc ok, màn hình rẹp luôn, rin nguyên cây luôn nha. Màn hình full luôn, không nứt không bể không gì hết luôn nha. Rồi 3550 nha, mã số là 738 nha. Rồi cái 739 nè, Redmi Note 3 nha. Cây này của Xiaomi nha, đã lắm nha. Găng tay một chạm có hồng ngoại nè, hai sim 4G luôn. Cây này em bán có 600 rồi, Android 6 chấm luôn. Mã số là 739 nha, 739 luôn. Máy móc ok luôn ha. Đó, 739 em tải sẵn ứng dụng luôn nè. Có một nồi ứng dụng luôn cho bà con nữa ha. Tải sẵn ứng dụng sẵn luôn rồi, chỉ cần giờ bỏ sim nghe gọi ok luôn. Mà cây này mạnh lắm, RAM 3 là chơi được lưng lưng luôn á. À, em bán 600, mã số là 739 nha. Rồi cái 744 nè. Đó, cây 744 là cây Oppo F5 RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán có 700k nha. Đó, găng tay một chạm luôn, xài được hai sim 4G mà RAM 4 nữa. 744 nha, có 700k cái Oppo F5 luôn. Nó tải con cá, màn hình nó đẹp, kênh Seven tải sẵn ứng dụng luôn, nó mạnh lắm nha. Tại vì Oppo mà RAM 4 nó mạnh lắm. À, góc này nó hơi xấu ha, màn hình thì không nứt nha. À, máy móc nó cũ qua 5 tháng thôi, bán rẻ mà có 700k mà RAM 4 nữa. Rồi 744 nha. Có cây iPhone 6G nha, nó bị nứt một cái góc nhỏ xíu dưới đây thôi, không ảnh hưởng gì hết luôn. Đó, cây này nghe gọi tốt lắm, 16GB. Cây này em bán 800 nha, mã số là 746 nha. Cây này thì pin nó tốt lắm, máy móc ok full hết luôn. Đó, em bỏ sim nghe gọi tốt lắm. Cây này thì tải được liên quân wifi như up chơi game được không, tất cả ứng dụng đều tải được hết nha. Đó, máy móc ok luôn, full đã lắm nha. Máy sạch sẽ nha, máy sạch sẽ luôn, máy móc ok luôn ha. À, cây này em bán 800 nha, mã số là 746 nha. iPhone 6 đó, hồi đó em cầm mười mấy triệu đi mua không nổi nữa, bây giờ có bán có 800 chưa được triệu nữa. Mã số là 764 nha. Cây này có người hỏi em, điện hỏi em mấy sim vậy, em cũng không biết trả lời luôn. Cây này hàng quốc tế nha, quốc tế, bỏ sim bình thường. Rồi cây 747 ha, cây 747 là cây Galaxy Z7 Pro nha. Z7 Pro màu đen ha, đen luôn. Mà RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm. Cây này em bán 900 nha. Máy móc ok, xài được hai sim luôn nha. À, em tải sẵn ứng dụng sẵn luôn cho bà con, con cá nó lội một cái điểm ảnh nó rất là cao nha. Tải sẵn ứng dụng luôn. Máy móc ok luôn. À, em vô cài đặt luôn cho coi cái. Đó, máy móc nè, chạy nè, không thấy đường luôn nha. Găng tay cho nút home nha. Xài được hai sim 4G luôn, pin tốt lắm ha. À, Z7 Pro nha, 900k, mã số là 747 nha, 747 màu đen nha. À, em có cây 748 nè, cây này cây Galaxy Z700 nha. Cây này cũng rin nguyên cây, full chức năng luôn ha. À, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn.
em bán có 550, mã số là 748 nha. Cây này màn hình nó mắc lắm, màn hình riêng đó. Đó, máy móc riêng luôn, đã luôn, bự luôn ha. G700 là màn hình nó bự lắm nha, máy móc ok luôn ha. Đó, tốt lắm, cây này xài rất là bền luôn, nó pin rời nó dễ sửa luôn, sai thời gian nó pin nó chai cái mình thay pin khác nó dễ luôn, pin rời dễ lắm. Cây này xài được 2 sim luôn, 4G luôn ha. Nó 550 luôn, mã số là 748 nha. Rồi cây 714, cây 714 là cây Oppo A71 nha. Đó, máy móc ok luôn, đẹp cũng ha. Đó, cũ qua 5 tháng thôi, RAM 2 của nhớ 16 Android trên núi luôn, anh sao 7 chấm luôn ha. Cây này em bán 400k nha, mã số là 714 nha. Đó, xài được 2 sim 4G luôn. Máy móc ok full luôn ha, đẹp nha. Đó, máy móc ok luôn. Còn xài bình thường hết toàn bộ luôn, bỏ sim ngay gọi 2 sim luôn nha. Đó, máy hơi cũ thôi có 400k ha, 714 nha. Oppo A71 nha. Ờ, cây này cây Redmi 5A nha. Redmi 5A sách tay nha, cây này tiếng Anh. Năm 2 bộ nhớ 16 Android nó 8 chấm luôn, Android nó cao quá ha. Cây này em bán 450 nhưng mã số là 715 nha. Đó, cây này thì nó mạnh cực kỳ luôn. Đó, em cài đặt ứng dụng ở trong cài đặt thì tiếng Anh ha, ai có room tiếng Việt thì chạy vô nha. À, hôm em có room tiếng Việt nhưng mà xài được sim Việt Nam nha, sim toàn bộ xài được, pin thì rất là tốt, tải ứng dụng này là tiếng Việt hết luôn nha, Zalo, Facebook, TikTok này tiếng Việt nha, còn ở trong máy thì tiếng Anh ha. Rồi, cây này em bán giá là 450 nha, mã số là 715, xài được 2 sim 4G luôn nha, có hồng ngoại luôn nha, của Xiaomi. Rồi cái 723 nè, này Galaxy S8 Plus nha, gọi là S8 cộng ha, cây này của hãng luôn ha. RAM 4, bộ nhớ 64, Android nó 9 chấm, đặc biệt cây này xài được 2 sim. Em bán giá 2,3 triệu nha, có sạc không dây nè, có đo nhịp tim nè ha, màn hình Super OLED công nhẹ nha. Đó, máy móc ok luôn ha. Đó, màn hình đẹp luôn nha, không đớm không gì hết luôn nha, máy móc ok. À, bán giá rẻ bèo luôn, chưa đủ tiền cái màn hình, 2,3 triệu, mã số là 723 nha, sạc bằng đuôi Type-C ha, xài được 2 sim luôn nha. Cây này 2 sim luôn nha. Đó, 2,3 triệu luôn. Galaxy S7 cộng nha, S8 cộng nha, S8 cộng. Cây này 723 nha. Rồi 691 nè, cây này cây ZTE nha. ZTE 832, cây này tiếng Anh nha. Tại vì sách tay từ nước ngoài về ha. Học online tốt, Android nó 6 chấm luôn. Cây này sách tay về nhưng mà xài được sim của Việt Nam nha. Em bỏ sim vô nghe gọi ok hết toàn bộ. Nhưng mà tất cả cái app của mình á, app Zalo này kia rồi ha, em tải sẵn nè, là nó xài bằng tiếng Việt nha, chỉ có cài đặt là tiếng Anh thôi nha. Đó, máy móc ok luôn ha, pin thì tốt lắm, xài được 2 sim luôn. Em bán có 350 nha, 350, mã số là 691 nha. Rồi cây 695 nè, cây 695 là cây Vivo nha, 1606. Cây đặc biệt có Face ID nha, Face ID là nhận diện khuôn mặt á, mở khóa khuôn mặt á. RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn. Cây này em bán bèo luôn, sổ nha, chứ thường cây này em bán 500 nữa. Em bán có 450 nha, mã số là 695 nha, 695 nha. Đó, cây này em bán có 450. Cây này thường em bán 500 á, vẫn 450 nha. Máy móc ok, em tải sẵn ứng dụng rồi. Đó, máy móc pin rất tốt, xài được 2 sim luôn. Bỏ sim nghe gọi cũng lời nữa ha, có 450 nha. Mở số là 695 nha. Mấy người ông ngoại ông nội già già nhớ mua mấy cái máy cỏ cỏ này về tập trên mấy máy này cảm ứng nha, đừng xài cù bắp nữa. Vài bữa nữa là phá mạng 2G rồi, nên cù bắp cũng hạn chế ha. Mua mấy cái máy này rẻ về tập xài ha, con cháu này chỉ tới chỉ lui cho tập xài ha, mai mốt không được xài cù bắp nữa rồi. 695 ha, 450 nha. Rồi 697 nè, cây Movitas nha, Movitas S, cây này pin trâu lắm, có găng tay luôn mà em bán có 500k rồi nha. Mã số là 697 nha, RAM 2 bộ nhớ 16, Android nó trên núi luôn, có 7 chấm luôn. Em bán có 500k, thấy nó cũ vậy chứ nó rất là bền nha, pin rất là trâu luôn. Có găng tay một chạm nè, có nghĩa màn hình tắt đưa cái ngón tay của mình vô vậy nè, lão Phật màn hình lên, tại cái này em chưa cài đặt nha, nên không có Phật nha. Chứ của nó là Phật lên luôn á, là mở khóa cho mình luôn á, phải đúng cái người đó mới mở nha, còn người khác không mở rồi bảo mật ha.
vân tay mà. Đó, máy móc ok ha. À, em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Máy nào cũng vậy, em test kỹ, em tải sẵn ứng dụng cho bà con ha. Mua về chỉ rồi gắn sim vô xài thôi. Em làm cho tốt nhất cho bà con ha, dễ dàng nhất luôn ha. Rồi cây 697 nha, 500k nha. Rồi 704 nè, cây này cây Redmi Note 4X ha. Cây này hơi ám miếng được cái màn hình riêng nha. Đó, cây găng tay một chạm có hồng hồng ngoại luôn nha, xài được hai sim luôn nha. Đó, 10 nhân mỗi nhân 2 hết. Cây này RAM 4, bộ nhớ 64, thường thường cây này em bán giá 1 triệu. Cây này hơi ám tí nha, em bán giá 800 nha, ở số là 704 nha. Màn hình nó riêng ám thì nó mượt mà ha, màn hình nó mượt lắm. Đó, hơi ám tí, chơi game bình thường, full chức năng nha. Máy móc ok ha, em tải sẵn ứng dụng cho bà con hết rồi. Máy móc đã lắm, 800k xài được 2 sim 4G luôn. RAM 4, bộ nhớ 64 luôn nha, chơi được liên quân wifi bị up luôn. Đó, máy móc ok luôn, 704 nha, 800k ha. Rồi cái 705 ha, cái Redmi S2, tên của mỗi cây của dòng Xiaomi nha. Cây này cao ra kép, găng tay một chạm, có hồng ngoại, xài được 2 sim 4G luôn. RAM 3, bộ nhớ 32, Android 8 chấm. Cây này 8 nhân nha, mỗi một nhân nó 2 hết. Đó, em bán có 800k, chơi được liên quân wifi bị up luôn. Màn hình thì đẹp, Kensho Band luôn. Đó, máy móc ok, tải sẵn ứng dụng luôn. Đó, pin thì tốt lắm, chơi game thì được mười mấy trận bình thường ha. Đó, 800k, mã số là 705 nha. 706 nè, cây này cây Galaxy Z7 Plus nha. Z7 Plus là Z7 cộng đó nha. RAM 4, bộ nhớ 32, Android ta 9 chấm luôn. Ồ, RAM 4 luôn nha, camera kép nè, xài được 2 sim 4G, 1 thẻ nhớ nha. Đó, máy móc ok luôn ha, full chức năng nha. Cây này 950 nha, 950, mã số là 706 nha. Đó, màn hình rồi, coi em tải con cá nó lội một cái, nó đẹp Kensho Band luôn. Máy móc ok luôn ha, full ha. Đó, đẹp lắm nha. Đó, pin thì tốt lắm, xài được 2 sim 4G của con Sam luôn nha. 950 nha, RAM 4 luôn á, mã số là 706 nha, ai mua thì cọc qua ha. Rồi cái cây này của thằng Mi nha, Redmi Note 5A nha. Cây này bị nứt, nó bị nứt miếng nha, nứt một đường ha, nứt đây ha. Rồi cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm nha. Cây này cũng xài được 2 sim 4G luôn, em bán 450 nha, 450, mã số là 667 nha, 667 450 nha. Cây Redmi 5A nha. Cây này thì nó cũng tốt lắm, pin nó mạnh, nó máy mạnh lắm. Máy nó mạnh lắm nha. Máy full chức năng không lỗi gì hết, chỉ vì nứt kính ở dưới đây góc rồi nè. Đó. Máy mạnh lắm, cảm ứng người xài bình thường, full chức năng ha. Máy móc ok luôn ha, 450 nha. Rồi 667 nha, 450 ha, của thằng Mi nha, xài được 2 sim 4G luôn ha. Cây này có hồng ngoại luôn nha. Đó, 667 450. Rồi cây 667 nè. Cây 67 là Galaxy Z500 nha. Cây này thì riêng nguyên cây, full chức năng không lỗi gì hết luôn nha. Vỏ thì cũ qua 5 tháng, được cái màn hình riêng luôn, học online tốt, Android 5 chấm luôn. Cây này em bán 450 nha, 450, mã số là 669 nha. 669. Màn hình riêng, men riêng, riêng hết toàn bộ luôn. Cây này cũng Sam nha, xài được 2 sim luôn. Máy móc ok full nữa ha. Đó, Z500 nha, tên nó vậy ha. 450, mã số là 669 nha. Rồi cái 672 nữa ha. Cái 672 là cây VSMartB nha, VSMartB. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán có 500k rồi nha, mã số là 672 nha. Máy móc ok, hồi trước em bán 750, 550 á, nay còn có 500 mà. Máy được cái full chức năng, riêng nguyên cây luôn. Đó, máy móc riêng nguyên cây, full chức năng luôn ha. Đó, máy móc chạy không thấy đường luôn, đã lắm nha. Đó, VMAXB pin thì rời đã lắm, có lỡ sau này có hư pin thì thay được ha. Pin em cũng tốt lắm ha, 500k, mã số là 672, xài được 2 sim luôn nha. Rồi cây này cây Huawei S7S nha, Huawei 7S. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 8 chấm. Cây này rất là cao, Android nó 8 chấm luôn ha. Cây này em bán 500 nha, mã số là 673 nha.
máy móc ok, full chức năng không lỗi gì hết luôn, riêng nguyên cây luôn nha. Đó, máy móc nè, ok luôn ha, máy móc đã lắm nha, riêng nguyên cây full chức năng luôn nha. Đó, 673 luôn, 500k luôn nha, 500k cây Huawei ha, Huno là Huawei á, nói chung với nhau ha, S7 ha. 675 là Z3 Pro nha, Z3 Pro, Galaxy Z3 Pro của Samsung ha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm nha. Cây này em bán cũng 500k ha, mã số là 675, 675 là 500k Z3 Pro nha. Chỉ cần đọc mã số cho em thôi nha. Rồi cây này thì không nứt không bể gì hết luôn, bị hết pin nè. Cây này 500k, mã số là 675 nha, xài được 2 sim đúng không ha. Chút nữa em sạc vô rồi mà em mua thì em ship ha. Máy móc full chức năng không lỗi gì hết luôn nha. Rồi 651 ha. Rồi, cây này Galaxy Z320 nha, Z320 riêng nguyên cây full chức năng luôn. Cây này học online tốt, Android 5 chấm luôn, em bán có 450 nhân cái màn hình không là riêng luôn. Được 2 sim 4G luôn nha. Máy móc được 2 sim 4G của con Sam luôn, màn hình riêng hết toàn bộ luôn, em tải sẵn dụng cho bà con luôn ha. Đó, máy móc nè, cực kỳ đã luôn. Đó, máy ok luôn ha, đẹp nha, pin cũng tốt ha, xài được 2 sim luôn, 450 nha, mở số là 651 nha. Rồi cái 654 nè, cây này cây Huawei L21 nha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm. Cây này em bán 500k nha, xài được 2 sim luôn của Huawei L21 ha, mã số là 654, xài được 2 sim luôn, máy full ha, máy ok luôn ha, em tải sẵn ứng dụng rồi. Đó, em test ok ha, cho bà con xài nha. Rồi 654 ha, xài 500k nha. Rồi cây 661 ha, 661 là Galaxy S9 nha, S9 ha, không nứt không bể không gì hết, màn hình hơi ám nhẹ nha, màn hình Super OLED cong luôn, cây S9 nha. Đó, cây này RAM 4, bộ nhớ 64, Android nó 10 chấm luôn. Cây này full cây luôn ha, có sạc không dây, có đo nhịp tim, găng tay một chạm. Cây S9 của hãng luôn nha, cây này em bán giá là 1,5 triệu nha, mã số là 661, có sạc đuôi taxi luôn ha, màn hình Super OLED cong luôn nha. À, bán giá 1,5 triệu nha, mã số là 661 ha, 661. Đó, em vô rồi đặt chính cái mã cái nào vô màu đen luôn. Bị ám miếng ha, bị ám miếng nha, mấy giá này nha, còn nếu mà không ám thì giá khác nha, tại không nứt không bể không gì hết luôn nha. À, giá có 1,5 triệu rồi nha, mà Super OLED nha. Rồi 661 ha, công nghệ rất là cao luôn. Em có cây xịn sò nè, xịn sò mà bán rẻ luôn nha. Cái cây này tên là Oppo Reno 4 nha. Đó, 3 camera luôn. Cây này mà cao lắm, RAM nó tới 13GB nha. Bộ nhớ 128 là RAM 8 cộng 5 ha. Android nó 12 chấm luôn. Cây này sạc đuôi taxi, xài 2 sim 4G nha. Máy này thì xịn sò ha. Đó, cây này giá 2,5 triệu nha, 2,5 triệu cái Oppo Reno 4 này nha. Mã số là 662 nha. Nó viền thì đẹp luôn, vỏ cũng đẹp ha. Nó sạc đuôi taxi luôn, pin thì trâu như con bò. Camera trước là camera kép luôn nha. Đó, máy móc nè. Đầu ô nó lướt nè, đã luôn nha. Xịn sò luôn nha. Camera trong nét đã lắm nha. Máy móc ok luôn ha. RAM 8 cộng 5 nha, RAM 8 cộng 5 luôn. 2,5 triệu cái này ha, Oppo ha. Quá đã luôn nha. Đó, 662 nha, 2,5 triệu ha. Rồi cái 634 nè, 634 là cây Galaxy Z500 nha, Z500 riêng nguyên cây, vỏ xấu qua 5 tháng nha. À, học online tốt, Android 5 chấm luôn. Cây này em bán 450 nha, mã số là 634, 634 xài được 2 sim 4G luôn. À, màn hình nó đẹp, Caterpillar màn hình green của thằng Z500 đã lắm nha. Đó, máy móc ok, pin tốt lắm nha, bỏ 2 sim nghe gọi luôn, ok luôn ha. Đó, cực kỳ luôn. Rồi cây này em bán 450 nha, mã số là 634 nha. Rồi cái 636 nè, 636 là cây Redmi 5 nha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 8 chấm luôn. Đó, không nứt không bể không gì hết luôn, máy móc ok luôn ha. Đó, pin cũng tốt lắm, chơi được game luôn nha. Cây mạnh lắm, RAM 2 bộ nhớ 16 nhưng mà được cái là 8 nhân, nó chạy rất là mạnh nha. Chơi được liên quân luôn á.
găng tay một chạm có hồng ngoại luôn, xài được hai sim 4G luôn, 550 cái này ha, mã số là 636 nha. Máy móc ok cứng khừ luôn, bỏ sim nghe gọi tốt luôn ha. Đó, máy móc nó chạy không thấy đường luôn, em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn rồi. Đó, tải sẵn ứng dụng rồi ha, máy móc đựng cái màn hình riêng luôn. Rồi 550 nha, mã số là 636 nha. Rồi, em có cây màu vàng ha, chơi luôn, cây này full luôn, đẹp luôn nha, đẹp luôn, em bán 750 luôn. Oppo F5 RAM 4 bộ nhớ 32 Android 7 chấm em bán 750, vỏ đẹp không chày không xước gì hết, vỏ đẹp em bán đẹp một tí nha. À, cây này thì lái nó bỏ em cao hơn mấy cây kia nên em bán là bán cao hơn tí nha. 750 nha, găng tay một chạm, xài được hai sim 4G luôn, em bán giá 750, mã số là 642 nha. Đó, máy móc nó ok luôn ha, màn hình đẹp luôn, ken xe bén luôn nó, máy móc nó chạy không thấy đường luôn. RAM 4 bộ nhớ 32 của Apple ha, Apple luôn, nó chạy không thấy đường luôn. 642 nha, rất là mạnh mẽ, có 750 rồi nha. Rồi, cây đầu tiên là 610 nè, cây này cây Apple Neo 5 nha, Apple Neo 5 nha. Đó, cây này riêng nguyên cây luôn của Apple ha. Cây này RAM 2 bộ nhớ 16 Android 5 chấm, đây này em bán 350 nha, mở số là 610 nha, cái nút nguồn nó nằm bên đây nha. Đó, máy móc ok full chức năng luôn. Đó, máy móc ok luôn ha, cây này full chức năng gọn lắm, bỏ túi nghe gọi ok lắm, đã lắm ha. Đó, gọn hơn rồi. 610 nha, 550 nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50% nha. Nếu cọc được 100 thì em bao ship luôn, chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha. Ai không chuyển khoản được thì chạy ra tạp hóa mua cái cạc Viettel xong rồi điện cho em nha. Rồi cào ra xong rồi đọc mã, đọc địa chỉ, đọc tên, em ghi lại rồi em ship ha. Mùng 5 em ship ha. Mã số là 610 nha, 350 nha. Rồi cái 611, cây này Galaxy Z1 2016 nha. Cây này của Sam, xài được hai sim luôn, riêng nguyên cây luôn. Đó, Z1 2016 ha. Nó giống như Z3 20 nhưng mà gọn hơn, đã lắm nha, gọn hơn, full chức năng không lỗi gì hết luôn. Học online tốt, Android nó 5 chấm, em bán 400 nha. Mã số là 611 nha, máy móc ok full luôn ha. Rồi, cái 612 ha, cây này cây Oppo Neo 9 nha, mà nứt một miếng ha, nứt một đường nè. Cảm ứng thì xài bình thường luôn. Nó RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 5 chấm luôn. Cây này em bán 400 nha, mã số là 612 nha. Để em sửa giá cây này lên bớt cho. Rồi, cây này em sửa giá lại ha, 350 nha. Nó 350 thôi, mã số là 6132 nha, 612 ha. Máy móc ok, riêng nguyên cây luôn, bị nứt kính thôi, cảm ứng xài bình thường luôn ha. Không lỗi cảm ứng nha. Đó, bỏ sim nghe gọi được hai sim luôn. Máy móc ok luôn, 612 nha, 350 ha. Rồi cái 613 nè, 613 là cây Oppo A51W nha. Oppo A51W RAM 2, bộ nhớ 16 Android 5 chấm luôn. Cây này em bán 450 thôi, đặc biệt cây này có hồng ngoại nha. Xài được hai sim, một hãy nhớ. Mã số là 613 nha, máy móc ok luôn ha. Đó, màn hình nè, clean can span luôn ha. Đó, máy ok luôn. Đó, đẹp can span, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn rồi nha. Máy móc ok luôn ha. Rồi cây này em bán giá là 450 nha, mã số là 613 nha, Oppo A51W xài được hai sim luôn nha. Rồi mã số là 614 ha, 614 là cây Vivo 1606 ha. Cây này có Face ID nha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn. Cây này em bán có 450 nha, cây này đúng là bán sổ nha, chứ cây này Android 6 chấm mà có Face ID là bán cao hơn chút nha. Nhưng mà em bán có 450 rồi xài được hai sim luôn. Cây này 614 nha, mã số là 614, máy móc ok, ghiên nguyên cây full chức năng luôn. Đó, máy móc ghiên luôn ha, máy chạy không thấy đường luôn. Em bán máy cũ ha, máy cũ qua 5 tháng nha, chứ còn mới mới thì quý vị vô thế giới động mua nha, chứ em bán máy cũ nha, chứ đừng nói ở máy sao em bán cũ quá. Dạ, cũ thì giá theo giá cũ, còn mới thì giá theo giá mới nha, đòi tiền ít mà đòi mới thì đâu được ha. 614 nha, 450 nha. Rồi cái 617 nè, cây này cây VS Smart B nha. Đó, cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán 500 nha, màu đen nha, pin thì tốt lắm. Cây này xài được hai sim. Đó, máy móc ok, riêng nguyên cây luôn nha. Đó, máy móc nó chạy không thấy đường luôn, đã luôn nha. Đó, màn hình thì không lỗi gì hết. Cây này 500k, mã số là 617, xài được hai sim luôn nha. Màu đen nha, VS Smart B nha.
Rồi cái 622 nè, 622 luôn. Cây này cây Galaxy Z7 Prime luôn, bị nứt nè. Đó, máy móc ok luôn, bị nứt, mới ghê, ổn quá trời luôn. Đó, máy móc ok luôn ha. Đó, pin thì rất là tốt, găng tay cho nó hơn bị nứt ha. Rồi cây này thì RAM 3, bộ nhớ 32, Android 8 chấm luôn. Cây này trước em bán 750, nhà em bán giá vốn luôn 600 ha, 600 mà. Mã số là 622 nha. Em bán 600k luôn. Mã số là 622 nha. Z7 Prime nha. Đó, máy móc ok, full chức năng, pin rất tốt, xài được 2 sim, găng tay trên nút home ha. Rồi 600k, mã số là 622 nha.